Quý vị đang trở lại với chương trình Những Cơ Sở ngày hôm nay, ngày 22 tháng 8 trên kênh FBNC. Và trong phần 3 này, mời quý vị cùng đến với chung mục cổ phiếu trong ngày. Xin chào chị Cần đã quay trở lại với chuyên mục cổ phiếu trong ngày. Thì chị, chuyên mục kỳ này chúng ta sẽ nhắc đến cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sen, HSG. Như vậy chị có thể nói gì về mã này thưa chị? Thì như tôi đã đưa ra cái nhận định của tôi về cái ngành thép thì vẫn là tích cực với cái nhu cầu sử dụng thép một cuối năm. Thì tôi cũng có cái nhận định về cái cổ phiếu đầu ngành của Hoa Sen. Thì cái tập đoàn này thì cũng là một cái tập đoàn nổi tiếng và có thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Thì tập đoàn Hoa Sen là một cái doanh nghiệp dẫn đầu về tôn mạ, tôn thép tại thị trường Việt Nam, với cái thị phần 33,1% thị phần tôn tại thị trường Việt Nam và 20,3% thị trường thép tại thị trường Việt Nam. Thì Hoa Sen đứng đầu về cái thị phần tôn thép tại Việt Nam. Và tập đoàn Hoa Sen đang phát triển nhiều nhà máy ở tại các cái tỉnh thành. Thì đặc biệt là hiện tại thì tập đoàn Hoa Sen đang phát triển thị phần tôn thép tại miền Trung là nhiều, và cạnh tranh về cái lĩnh vực giá cũng như là về cái chất lượng để xuất khẩu ra thị trường châu Âu, châu Mỹ và cả Lào. Thì với cái tốc độ là giao hàng nhanh và cái giá cả cạnh tranh và cùng với là cái chất lượng sản phẩm thì đây đã tạo lên cái thương hiệu cho tập đoàn Tôn Hoa Sen. Thì bên cạnh đó thì vào cái từ cái giai đoạn từ đầu năm đến cái giai đoạn tháng 7 hiện nay thì tập đoàn Hoa Sen đã có cái mức chia cổ tức là 50% cho khách hàng. Và sau cái giai đoạn chia tách thì cổ phiếu Hoa Sen đã có một cái mức giá cũng tăng khá là ấn tượng. Tuy nhiên thì cùng với cái đà mà giảm của thị trường trong cái giai đoạn tháng 6 vừa rồi thì cái cổ phiếu Hoa Sen nó hôm nay nó đã rớt về với cái giá cũng tương đối là thấp và được gọi là được giới chuyên gia đang đánh giá là cái giá thấp nhất của cái tập đoàn này trong cái giai đoạn trong năm. Thì với cái mức giá hiện tại là 27-28 thì đây được gọi là cái mức giá là hợp lý để có thể gia tăng cổ phiếu này. Và tôi nhìn nhận là với cái thị trường sử dụng mà tôn thép trong nước cũng như là với cái nhu cầu mà để xuất ra cái thị trường nước ngoài, với cái thương hiệu của tập đoàn Hoa Sen này thì tôi nghĩ là tập đoàn Hoa Sen sẽ mang đến nhiều thành công trong cái lĩnh vực mà cung ứng cho toàn thị trường thế giới, cho toàn thị trường Việt Nam cũng như là một vài thị trường thế giới. Thì với cổ phiếu này tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể gia tăng trong cái danh mục đầu tư dài hạn là 6 tháng. Vâng, xin cảm ơn những khuyến nghị của chị Cần. Chào mừng quý vị đang trở lại với phần điểm tin của giờ cơ sổ và ngay sau đây sẽ là phần tin vắn. Một thông tin thế giới thưa quý vị, nhằm đáp trả lệnh trừng phạt của Nga trước đó khi tiến hành cắt giảm nhân sự trong đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Moscow của Nga, thì mới đây Nhà Trắng đã ra lệnh cắt giảm dịch vụ cung cấp visa đi Mỹ cho công dân Nga. Tất cả các dịch vụ cung cấp visa không phải cho trường hợp nhập cư sẽ dừng lại kể từ ngày 23 tháng 8 và họ sẽ tiến hành cắt giảm nhiều dịch vụ visa khác kể từ ngày 1 tháng 9 đối với những người tham gia phỏng vấn xin visa tại thủ đô Moscow. Những người phỏng vấn cho loại visa không phải visa nhập cư tại lãnh sự quán Mỹ ở St. Petersburg, Yekaterinburg và Vladivostok sẽ hoãn lại cho đến khi có thông báo phỏng vấn trở lại. Quy định này được phía Mỹ đưa ra là do chính phủ Nga áp lệnh trừng phạt lên Mỹ. Trước đó, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã yêu cầu phía Mỹ cắt giảm 755 nhân viên trong các đại sứ quán và tổng lãnh sự của nước này tại Nga vào ngày 1 tháng 9. Phía Nga giải thích việc ra lệnh cắt giảm nhân sự này là để cả hai phía có lực lượng trong đại sứ quán tương đồng nhau, bằng với số lượng người Nga làm việc tại đại sứ quán tại Mỹ. Thực tế, biện pháp trừng phạt này của Mỹ sẽ chỉ có tác động tiêu cực lên một số nhóm người Nga thân phương Tây. Phía Nga cho hay nước này sẽ không tỏ thái độ thù hằn lên các công dân Mỹ và sẽ xem xét kỹ lưỡng quyết định này của Mỹ, trước khi đưa ra câu trả lời. Và hành động này của Mỹ chỉ nhằm rêu rắc sự bất mãn của Mỹ đối với Nga. Theo số liệu thống kê, Mỹ xếp thứ 25 trong số những quốc gia có số lượng khách du lịch tới Nga nhiều nhất, với tổng số là 46.150 lượt. Tuy nhiên, số lượng khách du lịch đã giảm trong vài năm gần đây do căng thẳng giữa hai quốc gia tiếp tục tăng cao.
Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình về cơ sở ngày hôm nay, ngày 22 tháng 8 trên kênh FBNC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Đến đây thì Thúy Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.